Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Hôm nay hai anh em mình tiếp tục đi bắt cua cả nhà ơi. Hôm nay là nước đang trong quá trình là nước trong nha cả nhà. Chứ hết còn nước kém rồi. Nước kém được có hai bữa, hai anh em đi được hai bữa rồi xong á là bắt đầu nước trong trở lại luôn. Giờ thì hai anh em đang đi nhưng mà trời đang ui ui nha cả nhà. Vô mùa nước là trời lúc nào cũng chỉ mưa. Rồi, lát trong quá trình mà bắt cua sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng anh em mình để lội rừng bắt cua nha. Mong rằng hôm nay sẽ là được bội thu. Này anh em chạy chạy cái đường mà đi bắt cua khá là xa cả nhà. Giờ hai anh em mình lên trên đây nè. Đó, chúc mình vô mình tìm cua. Này mà thấy cua. Cua dùi cũng đuối. Lá cây quá trời lá cây. Quá trời luôn, trời đang chuyển mưa cả nhà ơi. Ảnh đi anh thấy. Con cua nó bò nó bấm nè cả nhà. Trời ơi, giờ hết thấy đường luôn rồi. Đây nè cả nhà ơi. Mà tối thui luôn rồi đó cả nhà. Nó bấm nó bò quậy quá trời luôn. Sáng anh quăng qua anh thấy con cua nó dùi rồi. Nằm đâu à? Nó sụt. À, con cua nằm sụt quá hả? Nó cạn. Đường đường nó bấm này này nhúng. Ôi ôi, đã nằm đó hả? Trong kẹt này nè. Kẹt này nè. À bên đây. Rồi thôi bắt đây tôi ơi. Tôi thui à, quay cái nhà không thấy luôn. Để kiếm cái đầu luôn giờ cho sáng sáng nè. Sáng nó nổ ra. Ở trời này đang ui mà. Nước để máy xa xa vậy á. Mới còn sáng sáng được á cả nhà. Còn gần quá là hết thấy rồi. Kẹt, nằm kẹt trong hốc nè. Đây nằm bên đây nè cả nhà ơi. Ướp ngon. Đụng rồi cả nhà. Đã. Trời ơi, nãy đang sáng đã ghê. Nãy đang sáng nhưng mà cũng ui ui. Tay mà sáng quất rồi. Cái xẹp gì. Sáng mở hàng đã quá cả nhà ơi. Mới lên chút xíu. Trời ơi, để bắt có thành quả đi rồi mưa không ơi. Anh em mới lên mở hàng được con cua mà ông trời vậy ơi. Đi, kẹp nha. Ôi đã. Ủa đã kìa. Xẹp hay rồi. Xẹp. Nó gặp ghê. Ôi. Đây bây giờ sáng giữa đi nè. Thôi. Đây quả giữa đi. Quăng cầm móc em nha. Quả đã. Đi ra đây mình giữa mình chối con cua cả nhà. Đây, ảnh đây. Mở hàng của em, mở hàng cua bự đó. Ê, mở hàng cua bự thì ráng mà kiếm mở hàng luôn. Không cầm không gì luôn á. Rửa con cua. Rồi. Đây nè cả nhà, mở hàng con cua đầu. Rồi, chấu con cua luôn nha. Đừng có mưa không trời ơi. Có người nào không chờ nghe động lòng thương hai anh em không? Đây xong con cua đầu tiên mở hàng luôn cả nhà. Quá đã quá êm nha. Đó. Vô. Anh em mình đi cả nhà ơi, đưa cua cho anh Tư coi. Gì vậy? Cua gì nè. Hàng cua hả? Ờ, cua. Có lý gì? Nè Tư. Cua ai bắt dồi hả? Giống cua bò lại. Thôi coi có phải không? Hên dữ vậy. Tại nó mà nó. Môi môi thử coi. Đây em gặp hang cua người ta bắt rồi cả nhà. Ôi ơi tao thui. Cua cả cua cả. Cua lên cua lên. Cua 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 cua. Đã. Rồi nó xả nó ngoài kìa. Xả nó ngoài đó. Mà ai bắt dồi cả nhà. Ủa.
ha. Ừ, cái này mà cua cua kia nó người ta bắt vào cơ, cua cho lên cơ. Ừ. Ôi. Hồi hồi. Ngon, ngon, ngon. Thấy móc lên hộp đây là tứ. Cái này. Từ 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 từ. Đấy, nó dụ. Dụ. Rồi lên đi, lên luôn đi. Đó. Lên đi, mưa tới rồi. Nó đang tuôn lên đó. Ồ, cái hang xả đóng mà cũ kìa. Để ca nào hớt tư, hớt tư. Hi ngon, 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 ngon. Rồi chạy dưới luôn đi. Rồi sáng luôn đi. Đó, đó, đó. Tè tè ở dưới đó. Bắt luôn ngay này. Ừ. Bắt vậy cho người ta. Để em chối luôn. Không, không. Ồ, đã. Em chưa thấy dấu mắm mắm mới mới lại. Chưa. Không giữ quá, không giữ. Không giữ quá, không giữ. Ra ngoài bắt. Mình bắt cốc nước được hai con nữa. Ừ. Cho con sẹp luôn. Cho cái sẹp anh đi lại anh thấy luôn. Cho trời sáng 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 nữa. Sáng lại rồi đó. Đỡ rồi. Nắng còn cộng hết nắng cái. Đây, ôm luôn thì cứng nhắc luôn rồi. À. Có lý, có lý. Có lý. Hôm nay mình chạy xa thì cái đường này hên ông bà cho có. Hàng xã quy đúng mà ai bắt bữa đồng nghiệp nào bắt cái hàng đó cua bự. Cũng là bự. Cũng mà bự mà giống cua, giống cái con cua chạy ra quán. Xong cái hai con luôn nè, đâu anh? Nó còn ôm giả quá. Rồi. Xong rồi, xong. Hai con cua. Uống nước kê đi. Giờ hai anh em mình đi vô đó đó cả nhà. Đó, đồng nghiệp. Hey. Anh gặp hang cua nữa cả nhà ơi. Yeah. Mà đây nè cả nhà. Sao mà cũ lem. Đâu móc rồi. Móc cục rồi. Đó, anh ở bên đó đó, anh thọt móc. Đúng không? Đang thọt. Gì vậy? Mâu. Nó ở đây. Đúng. Qua đây hay qua đó? Đó đi. Chạy đây hả? Không biết miệng hang được hả? Đúng, tài luôn. Tài con cua này luôn rồi. Lên luôn. Lên luôn. Ý, ảnh đây. Ngoài chỗ đi. Chút cầm móc lên chứ. Chỗ cua nữa. Ê, xong cả nhà ơi. Được anh em nữa nè. Nhìn cua nhìn thấy tôi cũng xinh. Rồi đi tiếp thôi. Cứ vậy mà phát quy. Quá đã, quá đã. Anh gặp hàng cua rồi. Lẻ hả? Ồ. Ủng. Thôi bò quá trời tôi. Nhìn ủng. Đây cả nhà, cua nó vét cái ủng nữa nè. Ồ, vét ôm á mà không biết cua có giả chưa hả nha. Trời ơi. Nhớ bấm cua trong đây nè.
ngon xin kìa cả nhà. Đó. Nó tuột rồi. Hình này xem. Nước động động rồi, chìm cua nằm kế luôn. Mình thấy nước động rồi đó. Thôi thọt không móc đi. Khoan để bánh này nhìn ra. Nó có chạy bể không? Đi cho chạy bể nữa. Thọt móc đi, tính đi tính. Đó. Đó. Dữ được chứ. Ôi. Tiếng đã không? Mối đó được không Tư? Đi mối rồi. Anh em bằng cái tốt cây cổ thụ chà bá luôn cả nhà. Chạy về nước đó. Hả? Chạy lên chạy hả? Hả? Que kìa. Đang gỗ gỗ này không? Ừ. Lấy cái móc tay bự tay á thọt đi. Đang móc que lên kìa. Cái gì chua chứ mẹ? Chua thấy không động đỉnh gì á. Nè. Đó, 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 đó. Đó, thấy rồi, thấy rồi. Cá già đó, phải không? Ừ, ừ. Cá ăn đớt. Cá. Đớt. Vậy cá bự thôi. Đớt thêm cá, không cá đâu. Nè, vậy cá nằm dưới rồi, cá nằm dưới đây. Trời ơi. Mất được lên đi. Ngon lành canh đào. Ê. À, suốt cơ, suốt cơ. Hai con một hai mà hai con sướng rồi nó chữa cho đó đó một con cái tao bắt cái nào nữa đây rồi cứ bắt con cái đi đừng nó hang hai được rồi xui mày đừng cái bự đại thấy không này. Ừ. Đây mình chối xong con cua nè cả nhà. Hả? Rồi qua đây thêm con nữa. Quen là quen được gì? Quen là quen được gì? Đang lên hả? Đang ra tí á. Gì? Con này con cái nữa. Có không? Vậy hang ba con. Có không gì? Thiệt. Một hang ba con. Nè. Con cái nữa nè. Cái miệng được kẹp mà. Ờ không? Mà cái nữa nè. Ồ ơi, nay phá kỷ lực cả nhà ơi. Lâu lắm lâu rồi. Lâu rồi được hang ba hồi con mình, nha. Hồi mình còn nhỏ thì mình nhớ mày mãi là mình có bắt hang ba con. Nè ăn cái. Gấm, ừ gấm, chùi chùi cái yếm Tư. Gấm này. Chi con đực nó kẹp. Yếm đen xì lì luôn nè cả nhà. Trời ơi, cái hang cua ba con. Đã rồi. Đã đã cả nhà ơi. Đây nè. Nè. Nè cho con kia đâu rồi? Đó. Còn để phải không? Để ngoài á. Rồi tôi bắt con này nó đi. Nè, được kẹp nè. Đó, kẹp được, cũng được kẹp nha. Góc gì ba con cua. Ủa đã, này chứ được nó kẹp. Ủa, nhưng hiên cua kẹp mà sao không? Đang lên luôn kìa. Lên chưa? Đang da kìa. Da đó Tư. Da. Da, da. Tư đang thọc nó da đó. Rồi. Rồi, kỷ lực. Thì chất đến nay luôn. Được bự kìa. Bự không? Được bự. Đã đã cả nhà ơi. Được bự nè 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 chạy ra nè. Có được bự thấy chưa? Ồ. Yeah. Ồ nè ba con cái là. Đây, để đầu đó đi. Đi ra đây. Ui. Đây. Cái con này hồi nãy ra đầu nè, mình trối rồi nè. Một em nè, thấy không? Đây con nè, đó con nữa là tổng cộng là ba con nha cả nhà. Một hang hai hai đực một cái một hang bò sướng phải rồi chặt chó cua đó nhà ơi chó này ơi lâu lắm mà anh em mới nói có nào hang ba con không ha. bữa bắt hy vọng nó trồng tay viên luôn hai con rồi nè còn con nữa một con rồi gói mình chịu nữa nè. Bởi vậy thọt chung thọt cái đụng tùm lum mà thọt vô đụng tùm lum thì bắt cái ăn con mình thọt con nữa mình nói rồi giống hang đực quá lại cái càng bự cái mình thọt vô mình bắt con đực nè giật hồi nó kẹt mình tí nị la nó sắp da rồi thế mình môi ra mình thấy cái càng nhỏ ủa nó ủa nó kỳ đi cái nữa rồi đây nè cả nhà một hang ba em. Ok cho hai được con cái nha hai con đực một con cái quá sướng
Rồi, anh em mình là nghỉ mệt đi. Lát tính sau. Sướng cả nhà. Rồi, bắt con hang một con gì nha. Phải bắt hang nào cũng vậy là ok. Ôi. Nói chơi thôi chứ hiếm lắm cả nhà ơi. Rồi nãy giờ anh em mình ra cái này nè cả nhà, để anh em mình xả nước cua. Hàng bà con rồi nha. Rồi giờ anh em mình bắt đầu đi cả nhà ơi, bỏ cua vô xong đi. Quá đã nha. Trời ơi, kỹ lực. Phát lực. Phát lực rồi. Anh em bắt cua rồi tới giờ. Đây cả nhà, gặp hàng cua nữa cả nhà ơi. Chưa. Anh thọt móc đụng cua luôn rồi nha. Con cua không sao mài vậy hả? Có con bờ khí nó chạy lên đó. Đó. Chưa thấy con cua. Chỉ thấy bờ khí thôi. Anh đang móc qua bển kìa. Nằm bển phải không? Chạy nữa rồi. Ngồi thử coi. Này hẹp quá à. Này hẹp quá vậy. Chưa. Ủa, nay anh em mình gặp toàn gốc cổ thụ. Gốc này dữ hơn gốc nãy. Gốc này bự hơn nãy, mà hang này thì không bằng nãy nha. Để xuống xuống càng kìa. Ừ. Nóng lên, nóng lên. Rồi, ngon lành cả. Hốt tư, hốt tư. Hốt để thí càng. Thí càng, mắt đẹp. Mắt thẩm mỹ con cua. Đây. Xong con cua cả nhà ơi. Kìa. Anh chị mảnh quậy ghê. Con kẹp bằng hai cái càng vô một cái móc. Đó thì đi ngọc. Rồi, giờ đang mưa. Trước mới sáng mưa rồi trời. Mình hên giờ móc được mấy con trước. Nó thôi là lao đao luôn. Dạ. Xong cả nhà. Bỏ cua vô luôn. Không quên chai nước. Hả? Anh cua vét bấm đã ghê, không có con cua. Anh qua đó anh thấy hàng cua nó bấm. Có hàng cua bấm mà nó vét mà không có con cua cả nhà ơi. Có lý á, quăng đi vòng vòng đây lát lụm á. Anh thấy đằng kia mà nó không có con cua. Quăng lại đây. Thấy cái hang ở đây anh la nước bầm tím luôn cả nhà ơi. Nó bỏ đây nè. À. Đây. Giống cua nó bấm ở đây nè cả nhà. Trời là đang mưa nha. Đấy. Cái hang ở đây. Hang nó. Chỗ. Nè, chỗ ở kìa. Chỗ ở đây hả? Cái nhất hả? Ngon nhất hả? Ủa có ung trình banh luôn nè tôi. Ê ê ê. Ủa sao mà cũ nó nè. Cáo. Ừ. Đó, đó. Ừ. Ngon rồi, anh chào cái cô ông đây. Bự quá mà. Anh chào á luôn cái nha. Ui, cái bự. Tiếng kêu đã hả? Ngon rồi, cái bự. Cốt cốt luôn. Ngon rành rồi cả nhà ơi. Nay trời mưa rồi anh em. Vô kèo rồi, vô kèo thơm. Làm được hàng ba em cái sung luôn. Lâu lắm rồi hả? Lâu lắm rồi mới làm được hai ngày ba em. Chú có mấy chú mấy anh á cũng lâu lâu làm được hai ba con hả? Cái này chạy vừa mất cục rồi. Mất cục rồi. Có đồng nước lên hay gì kìa? Cua đang lên kìa. Nhảy lên hang á Tư ơi. Rồi giờ mình bỏ bản mình đưa qua đây với ảnh luôn. Rồi. Ok rồi đó. Được chưa? Được rồi. Ok hả? Mình đi qua đây. Mình đi qua đây là anh hốt con cua luôn. Cua đã. Ôi, cua bự hả? Ờ. Ủa, kỹ ta. Cua chắc hết biết. Cua ôm nè. Hỏi quà quá trời luôn. Tưới lại nha. Nè, cầm đi thọt lại. Bỏ cái này là bỏ đây nè.
Ừ. Mình qua cái anh hốt con cua luôn à. Dạ, qua chính chính phụ ảnh. Hai qua bển ngồi chó coi. Có thuộc. Có một cái không? Ok. Kìa kìa. Thôi thọt đi. Thấy tay rồi. Thấy luôn rồi. Ừ. Thấy hai ngánh đó. Hết rồi tôi ơi. Rồi hãy đi em trói con cua. Rồi mình trói con cua luôn cả nhà ơi. Vô mảnh này. Vậy là quá ok. Vậy cái lần sau mình đi mà có trời mưa nữa hai anh em sung luôn à. Hai anh em bừa luôn cả nhà. Về đó. Thường thường á là anh em đã về nha. Giờ là bừa hết cả nhà. Với là hồi lúc trước mình đâu có biết cái máy này nó chống nước đâu cả nhà. Giờ biết rồi. Trời mưa mình cũng không có sợ nó ướt cái máy. Nhưng mà cái máy này trời mưa thì nó sẽ tiếng nói của mình nó không có được trong. Nó bị rè rè. Còn khi lắp luôn, mưa lắp luôn, lắp tiếng nói luôn cả nhà. Nhưng mà mưa nhỏ thì không sao. Cái gì vậy các bạn ta? Đây. Ok quá cả nhà ơi. Cụ chắc hết biết. À, ngon lành. Nè tư. Nhìn kỹ đi. Kỹ rồi, em nhìn hết rồi. Ừ. Xong. Giờ hai anh em mình băng cái đường này nè cả nhà. Băng dao dài dài, dao và vỏ cả nhà ơi. Mưa quá trời mưa rồi. Bảo lợi bụng. Nhưng mà khi mà anh em mình trên đường đi dài vẫn quằn nha. Thì quằn để kiếm thêm. Mỗi ngon ngon cứ nhìn. Rồi cuối cùng hai anh em mình cũng băng da tới vỏ rồi cả nhà ơi. Đây vỏ hai anh em mình đậu đây nè cả nhà. Giờ hai anh em mình xuống tắm xong rồi quay thành quả một ngày bắt cua cho cả nhà xem nha. Hôm nay cái này hơi lạ chút xíu là có bắt được một hang ba con cua. Quá trời đã luôn, trời đang mưa lâm râm rất rắc luôn. Rồi để anh em mình xuống tắm cái cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà ơi, hai anh em mình tắm sầu xong hết rồi cả nhà. Đây là cái thành quả một ngày đi bắt cua của hai anh em mình. Có thành quả mà vừa có cái kỷ lực. Ba kỷ lực là ba con. Đó giờ anh bắt được lần nào chưa? Hồi nhỏ như có theo ba. Lâu lắm rồi, nay cũng mấy chục năm. Có theo ba, như ba có bắt ở vườn muối á. Hàng ba con. Nghe mà con này tự bắt nè. Chứ con này là tự mình bắt đây. Đây lật lại, đây lật lại. Lật lại, lật lại. Đã. Đây là cái nhà. Ngon lành nha. Hôm nay là ok, dù trời bão luôn nhưng mà vẫn ok cả nhà. Đó, 2 4 6 2 4 6 8 con cua mà có một hang là ba con rồi cả nhà. Quá ok. Ngon lành cành đào cho hai anh em mình rồi. Cua này đúng là bữa nay cua ngon. Chắc ngon, không chắc không nha cả nhà. Có mấy con này lỡ nhưng cũng vẫn ngon. Rồi, trời. Hên quá trời hên, bắt xong được cái thành quả trời mưa luôn. Mưa quá trời nè. Giờ hai anh em đi đường xa lắm. Anh em chạy về cũng khoảng gần cả tiếng nữa cả nhà. Rồi, clip của anh em mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cả nhà xem thấy yêu mến anh em mình cả nhà cho xin lượt like, lượt đăng ký để anh em mình có động lực ra nhiều video hơn nữa cho cả nhà xem nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Rồi, bye cả nhà nha. Chắc cái này ngủ mơ luôn đó cả nhà. Ba con. Hẹn ba con cua. Rồi, bỏ cua về cả nhà.